ជីវប្រវត្តិកម្ពុជាមេតបហានស៊ីងហានស៊ីងជាកម្ពុជាមេតបប្រមុខដែលជួយឲ្យលីប៉ាងបង្រួមបង្រួមទឹកដីចិនទាំងមូលក្នុងសង្គ្រាមដ៏ធំរវាងឈូនិងហានដែលបានបញ្ចេញស្នាដៃយ៉ាងសម្បើមជួយឲ្យលីប៉ាងបង្កើតមហាហានឡើងហានស៊ីងត្រូវបានគេចាប់ទុកជាវីរៈអវរៈម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សបីនាក់ដែលបានជួយលើកលីប៉ាងបង្កើតមហាហានក្នុងនោះរួមមានលោកទីប្រឹក្សាចាងលៀងនិងមន្ត្រីការស្បៀងសៀហឺហានស៊ីងត្រូវបានគេចង
trong công ca pra tốp nâng ách bằng ca tốp nâng cấp trông con tốp bàn tốp liên nhé đòi pra dư thực xác nâng tạ tích trở bàn kê priếp đôi tình nâng mê tốp tê vật đà chí vứt bì khô mạ rập hiệp rồi bác hàng chinh dư con mình trái nè miên sọc lòm nè các nợ trông tì trông huy ín thay trang xú ta chưa ác của xa cửa xa rồi bác quát trở bàn thì hiên đi chí ca chiến sập lạp ở bốc rồi bác quát có xa nợ nông bê quát nợ khmê và đài rồi bác quát bàn nông quát phía luôn hai cơ bàn thơ chỉ nè bỏng ra đầm bê trên trầm hàng xinh bên tòa mốc và đài có xa làm hàng xinh luôn nợ trong chỉ vật cùng phía bốc và đài chỉ mùi nâng lục bố mì hàng xinh luôn nợ đòi trông tình nâng ca và mát bìm nốt nợ chung bình luôn nâng chỉ rưỡi rưỡi miên là hà bò rập hộp bình tĩnh bình tốt bì nhạc chất khàng quát miên chìm nạp rõm chỉ khlang chỉ mùi nâng ca sắc xa mục vụ chìa dù đất xa bình chìa tòa quát xa mát xa máy từ lờ ở vây để nơi chung bình luôn quát tiếp đôi chìa xa mạng rập hùng con tòa miên bên mùi quát bàn mơ xa máu thơ ca đất kinh chung xa biên nâng riếp trong cầm phai ca bìa xa mọc dàng trụ chân quát bàn chung nâng xa trây mà nè ta mọt băng để ta anh ta ai nôm quát bò rập hộp hay quát bàn xa nha nâng xong con quát nâng bờ lò nâng bê đa quát bàn chung chê không niêm chỉ con bó nâng thay à nạc miễn bê mùi krom nè lên bàn khơi hàn xinh căn đào đại chìa mùa đọc rù xa có bàn đại chìm rớt bì ỏi hàn xinh thở tì mùi ỏi hàn xinh căn đào chạm một lợt luôn mùi tiết luôn krom chừng hàn xinh xúc chật vô chìm rớt luôn krom chừng rút khai cho tổ rất tầm lạp bàn nụ hai bộ kế bàn sao chìm ỏ hàn xinh nửa bê nụ bình tốt một hàn xinh bàn cho chmua thôi chỉ thể hiện bầm ra con tốt chù làm bầy đua rồ lùm rồi bòm hà chinh bạch cả nửa bê bầm ra con tốt chù hàn xinh miễn sử dụng phép tái mình trở bàn mê tòa chú mưu khởi lại tớm nợ bê cho sân kriêm và chàng chinh hàn xinh bàn lia chốp hai một bòm ra li bàn bình mà đòn xưa hơ bàn mưu khởi vì sử dụng phép đó cha rồi bỏ hàn xinh có bàn pháp tự càng liều bán thỏi lớp hàn xinh thư vơi chi mê tòa thông để người con tòa hàn hàn xinh đất nôm tòa từ tù bàn châu chê chi bần tòa bần tòa bà hôn ai chui ở li bàn cho băng chân nè xe ăn ý đòi châu chê hàn xinh bàn châu chê xoan đẹp hiệp trọng mấy miên mộng bình hàn xinh mình lịch quân sử trây để bàn đo chùm nây ở luôn đời mọt tạc tê bàn nôm dục mía mùi bọn đầm lắng nâng bò rà vá mộng chù hàn xinh còn mình lịch mình lưu sử trây để luôn sử lãnh nâng nè đại bàn ôi hàn xinh luôn trọng trường đài có bán xoay rốt đầm bầy nửa dưới xoan sạch ai chỉ bộ phôn hai thêm tiền miên con mùi thiệt phỏng gọt bài chỉ thơ tươi sở lạc gọt bàn để dễ thả bởi rõ này cứ chỉ vẹo bởi rõ ta ai cực thả nhóm mình ai xâm lạp ai nợ bê đẻ ai ôi nhóm luôn gọm trường mến tế bởi nhóm xâm lạp ai nợ bê nu nhóm mình miên ngay đi lại hai đôi chân này nhóm bàn su tròn những phía bằng mắt đảm bày ca phía chỉ vượt bọc nhóm đảm bày tựa bàn sẽ mở rập hòa đồ á chá nợ thay đi chỉ vượt chung cao đồ bọc quát vừa chỉ đạch trang nơi nợ cô chi đảm biến tì trông thông thông chiến hạ sạp ta chỉ ạ của xó bà rộm nẹ đi nợ bê liêu bàn thua cử cơ mẹ tầm rộng hà hán rơ bàn liêu bàn bình chi ở im hai sợ bọc luôn pra là bây xâm lắp đòi mình thất nợ trông mà chả thán tiền pram già khơi mê mình xâm lạp khơi đây mình xâm lạp khơi bình lưu mình xâm lạp khởi spawn mình xâm lạp khởi đáy mình xâm lạp anh sinh xâm lạp mà chân mà rồi cao sử dụng mối môn cử giác ra trong xa đây là bốn đồ bó lưu bán đại chìa mà chắc là bọc luôn hàng trong này cứ chìa xâm rõ bị xâm đấy nâng chút xâm khăn đồ bó hàng sinh nâng nông rướng đáy xâm tiền mình ai xâm lạp khởi mệt mình xâm lạp khởi đáy mình xâm lạp khởi bình lưu mình xâm lạp khởi spawn mình xâm lạp khơi đại mình sầm lạp công prui dương mình là mực bịa sơn là giả ông tê mơ khăn ông ní ai khơi bật lửa ấy tê men bật lửa phượng tiên ta tặng on nâng hàn sinh mỗi chỉ vật lục thưa chi mình men ẩm nuốt nè khăn ông phan này khăn men đã nát tê dương nàng ao say mực cống bỏ hai chỉ vật lớn xe nái Pramé
សម្លាប់ទទួលព្រះបញ្ជាមកផងខ្ញុំចង់សួរលោកណាមិតតធំលោកចំពោះតបគ្រូសាសៀងនិងសៀងអ៊ីយល់យ៉ាងម៉េចដែរតើតបគ្រូសាសៀងយ៉ាងម៉េចសៀងអ៊ីនឹងជាមនុស្សបែបណាហានិយាយទៅសម្ដេចសៀងអ៊ីជាបរិបរោះក្រៅមេឃមានតែសម្ដេចទេជាដៃគូសៀងអ៊ីបតាសៀងអ៊ីវិទីក្រៅមេឃបានបញ្ជាគ្រប់ស្ដេចក្រាញ់ធ្វើជាមន្ត្រីតែគេបានសាងកំហុសមួយចំនួនដែលអាចបំផ្លាញគេនិយាយទៅទី1បោះបង់ទីតាំងសំខាន់នឹងកន្លែងសម្បូរជ្រើសរើសក្រុងផង់ដែលពិបាកការពីនឹងងាយស្រួលវាយលុកពុជរិទ្ធនីនោះមិនដូចចង់ស្លាប់ទេទី2ទៅដល់កន្លែងណាខូខើកន្លែងហ្នឹងចំពោះពុជរិះខូខើដូចខ្លាញ់អញ្ចឹងដូចរកស្លាប់រះច្បាស់ជាមិនគ្រប់ត្រទេទី3មិនដឹងស្ដេចអេទេទៅយ៉ាងណានតំបន់ដែលដាច់ស្រយាលមិនដូចជាប្រទេសអ្នកទោះអញ្ចឹងទេរាជនៃនគរឈូនណាក៏ស្អប់ដែរត្រូវដឹងកម្លាំងដាច់កំចាត់ឈីងខូខើដែលការនោះគ្រប់ត្រគេរត់តែរស់ស្លាប់សៀងអេត្បិតតែយកបានក្រមេកតែគ្រឹះគេបាត់បង់តាំងពីយូរណាស់មកហើយអត់មានគ្រឹះជាស្ដេចទេអឺម៉ោះម៉ោះបាទតបធម្មខ្ញុំចង់ស្ដាប់ទៀតលោកយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះតបគ្រូសាហានលោកសោចហ៎បើសោចសោចទៅសោចមែនណានិយាយទៅខ្ញុំប្រាប់ណាពួកគេជាកសិករមិនខុសទេតែពួកខ្ញុំធ្វើសឹកមិនសពេចសពលបន្តិចឡើយគេខ្ញុំសួរលោកណាឆាវឆានបងប្អូនខ្ញុំក្នុងចំណោមពួកខ្ញុំគេជាអ្នកធ្លាប់រៀនសូត្រធ្លាប់ស្គាល់សង្គមឥឡូវប្រាប់ខ្ញុំមកគេអាចដឹកនាំតបប្រមាណនេះសម្ដេចឆាវឆានខ្ញុំយល់ថាគេស័កសមនឹងកាន់វិញតបដឹកនាំតប15000អ្នក15000អ្នកនឹងយ៉ាប់ណាស់ទៅហើយយ៉ាម៉េច15000អ្នកយ៉ាប់ណាស់ហើយហើយចុះហ្វានគួយអេបើមួយតបម្នាក់នេះនឹងប៉ិនវាយប៉ិនសម្រុកតែមិនអាចនិយាយពីបញ្ជាទុតិយសាសគេទេខួរក្បាលគេប្រតិកម្មបន្តបើដឹកនាំតបបានតែ20000អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ20000ទៅចូលលុបបានវិញចុះចុះប៉ចៅប៉ទៅទេអើអញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកខ្ញុំអាចដឹកនាំបានប្រមាណនេះសម្ដេចបើជាសម្ដេចនោះនិយាយនោះគឺមេតបទេខ្ញុំថាបើខ្ញុំជាមេតបខ្ញុំអាចដឹកនាំបានប្រមាណអ្នកទៅ100000សម្ដេចអាចដឹកនាំតបបាន100000 100000មិនតិចទេខ្ញុំអាចដឹកនាំតប100000ចុះលោកអាចខ្ញុំកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អចុះហេតុអីខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងលោកនិយាយមកប្រាប់មកសម្ដេចខ្ញុំនិយាយនោះគឺទាហានខ្ញុំដឹកនាំទាហានគឺកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អសម្ដេចដឹកនាំមេតបគឺកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អសម្ដេចដឹកនាំមេតបគឺកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អមេតបណាមេតបកលិចកលិចមែនឯងនេះមកមកផឹកផឹកផឹកផឹកណាមកអ្នកស្រីឈីអាយគេចូលមកបាទ
អ្នកស្រីឲ្យនាងចូលទៅខាងក្នុងជើញទស្សនាពកំសាន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ CDTV